Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu sản phẩm máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22. Sản phẩm của thương hiệu Kangaroo bảo hành chính hãng 12 tháng, với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc sang trọng, phù hợp với nhiều không gian. Kích thước sản phẩm chiều sâu 45cm, rộng 39cm và cao 120cm. Thiết kế hai cửa gió tăng diện tích làm mát, giảm tiếng ồn. Công suất 180W giúp làm mát nhanh chóng. Dung tích bình chứa lên đến 20 lít phù hợp với phòng từ 20 đến 30m². Bảng điều khiển thông minh, điều khiển từ xa, dễ dàng sử dụng. Sản phẩm có bánh xe dễ dàng di chuyển. Dây điện dài 191cm, có gá cuộn dây tiện lợi. Lưới lọc bụi ngăn các hạt bụi to xâm nhập vào hệ thống làm mát. Sản phẩm đang được bày bán tại siêu thị điện máy HC Hải Dương. Liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình để được mua hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.